Đây cho mọi người nhá, anh em đang dán cái cột cho mọi người nhá, đóng đóng gạch cột cho mọi người nhá. À, đây rất là đặc biệt luôn mọi người. Lại một ngày nữa mọi người nhá. À, thấy không mọi người, rất là tuyệt vời luôn mọi người. Ai hốt thì mà không khí trong lành luôn mọi người. Bữa nay gió nhiều lắm mọi người nhá. Đây nha. Cái thợ này đóng đóng gạch rất là chuyên nghiệp mọi người. Đây nha mọi người nha, anh em làm nha. Đó. Nhà này gần xong rồi mọi người nha. Đấy. Đó. Một người làm một người giữ mọi người. Thấy chưa? Người làm một người giữ mọi người. Đấy. Đấy mọi người nha. 230 rồi. Đóng gạch rất là chuyên nghiệp luôn mọi người. Dán luôn mọi người ạ. Đó. Đấy nha. Đây để đóng gạch cái trụ mọi người nhé, cái cột á. Đấy, đóng bằng gạch này mọi người nhé, dán rồi đổ. Đấy nha mọi người nhé. Còn bên đây là đang trẹt sơn mọi người, đang sơn mọi người nhé. Đây. Bữa nay là đóng gạch dán thôi mọi người ạ. Không cần như xưa đâu mọi người ạ. Đấy mọi người nhá, cái cột này, cái màu cột này rất là đẹp luôn mọi người ạ. Ở dưới màu đen, ở trên đỏ. Nhiều lắm. À. Cách dán gạch cách mới mọi người. Thấy chưa? Đấy, mọi người nhá. Cách thời đại 2.0 mọi người khác xưa rồi mọi người. Bên này 2.0 khác hay. Đây. Nếu ai chưa biết đóng gạch họ có cho mọi người nha. Thấy chưa? Đó thấy chưa? Còn đây này. Còn bên này là sợ bột. Sợ này dính mọi người nha. Bỏ phân cho nó chắc. Đây mọi người nha. Cho nó đâm cái đấy. Đó bỏ phân đấy. Đây, cái cột này cũng ăn cũng bỏ phân luôn mọi người ạ. Bỏ phân ít thôi. Đây mọi người nha, bỏ phân để nó lớn lên mọi người nha. Đó, mới lên thế này này. Còn mới lên 2 tấm mọi người nha. lên tiếp mọi người ạ. Còn bên đây là thợ trà mọi người nha. À, trà trong người rất là đẹp luôn mọi người. Tuyệt vời luôn mọi người. Thấy chưa? Thợ trà này rất là đẹp luôn mọi người. À. Màu trắng luôn mọi người ạ. Trét nhà, trét người luôn mọi người. Trét nhà, trét người luôn. Còn bên này nữa. À, thấy chưa? Đấy. Rồi mình vô trong mình quay mọi người nha. Rồi mình review cái nhà vệ sinh đây mọi người. Đây là cái nhà vệ sinh mọi người ạ. Chưa bỏ cái bồn nha mọi người nha. Đấy. Nhà vệ sinh chưa bỏ bồn mọi người nha.
Cái này là phòng tắm người. Đây. Phòng tắm là đó, anh em tập bên ngoài mọi người nha. Tập cái ống nước bên ngoài hết mọi người nha. Đây là bóng điện. Cái bóng điện này là đó, làm công tắc bên ngoài mọi người. Đây công tắc bên ngoài nha mọi người nha. Mà đây là nhà bếp chưa xây mọi người nhé. Bên nhà bếp có hai cái ô cắm mọi người. Nói chung là ba ô cắm mọi người. Một công tắc mọi người nha. Bên đây là ô cắm, cũng bên đây là hai ô cắm. Còn ở dưới đây là chỗ truyền nước và chỗ thoát nước mọi người nha. Rồi mình sẽ vô bên này quay cho mọi người xem. Còn bên này là cha mọi người, thấy chưa? Thợ cha rất là chuyên nghiệp luôn mọi người. Đó, cha nhà cha người luôn. Bên đây là dàn đập gạch. Đó, thấy chưa? 12 tấm. Vừa nãy bỏ phân nó lên gần 3 tấm rồi mọi người. Thấy chưa mọi người, kỳ cột cũng bỏ phân luôn. Nhưng mà chưa phun thuốc luôn. Đây, phun thuốc đây. Mọi người xem đang phun thuốc nha. Đó. Đây. Đây mọi người nha. Đó, đây là phun thuốc. Đấy mọi người nha. Đây là phun thuốc người. Phân thì bó rồi, còn phải phun thuốc chứ. Cho nó lên nhanh nha. Đây mọi người nha. Đây là mình nhớ sai nha mọi người. Thu hút phong cảnh tuyệt. Tuyệt đẹp rồi. Lạc. Đây mình nha, mình sẽ quay chú nhà nha. Đây chú nhà. Đây là chú nhà giám sát mọi người ạ. Đây. Đấy nhìn mọi người chú nhà nha. Chú nhà gần 80 tuổi rồi. À, thấy nha. Còn bên đây là hầm nhà vệ sinh mọi người nha. Đấy. Mới hành trình mới xây xong mọi người. Đó. Đây là mình quay xa phòng anh sai mọi người nhé. Cái nhà này rất là độc đáo luôn mọi người. Rồi mình dừng video tại đây mọi người nhé. Chúc mọi người gặp lại video tiếp theo nha mọi người. Tạm biệt mọi người nha.